Lách về anh em. Rồi, lách về xong nha anh em. Ok, okay luôn. Hả? Đẹp rồi, luôn. Ok ha. Anh luôn. Cho anh em 1 năm cái gói nồi và thái nha. Chào anh em đến với độ xem em không. Đang thành làm cái nồi chiếc Winner ha. Winner 150 nha. Sang đây mình sẽ giới thiệu lại cho anh em tham khảo ha. Thì cái nồi này chủ xe mới làm khoảng 1 tuần nha, nhưng mà chạy không được thì hôm nay qua bên mình làm lại. Thì mình coi cho chủ xe là hàng dung nồi chủ xe mới làm nè. Nhưng mà bị cái anh thợ cũ ảnh mài nha, mài sọc hết cái mặt nhôm luôn ha. Đó. Thì mình sẽ trả về lại cái cấu hình là zin ban đầu cho chủ xe. Lá sắt nồi thì bị sọc khuyết nha, đó, cũng đã bị mài luôn rồi nha anh em. Đó, anh em thấy cái mài này, cái chỗ này ăn nè, chỗ này không ăn nha. Cái bố nồi á là chủ xe nói với mình là mua ở trong hãng. Nhưng mà mình coi lại cho chủ xe là bố lô và cái giá tiền thì mình biết là cái giá tiền là bố lô rồi, nó rất là rẻ. Bằng rẻ bằng tầm 1/3 ở giá mà chính hãng nha. Đó. Thì cái này ở dưới Long An thì mình không có rành cái đại lý nào gì đó gì đó. Mình báo cho anh em thôi, đây là bố lô nha. Thì mình sẽ giải quyết cho chủ xe như thế nào. Thì mình sẽ đi cho chủ xe lại rin một bộ nồi mới chủ xe nè, đúng hàng K56A hàng Thái nha. Đó, đúng K56A mã K56 nha, đó. Vết sơn còn nguyên nha, hai cái vết sơn nguyên đó, mới 100%. Mình không có mài miết gì hết nha em. Đó, hàng mới mình để im, mình không có mài miết gì hết, mình sẽ làm rin cho chủ xe. Cái chuồng heo chủ xe nó là hồi sáng là nó rơ rất là nhiều nha, sọc nó sọc xuống luôn. Mình sư phụ mình đã làm lại hết rơ luôn ha. Đó anh em coi, hết rơ luôn nha. Anh em kiểm tra cứ bóc hai tay lên xuống là nó không còn độ rơ nữa. Về bố sắt thì mình đi bố sắt Thái Lan nha. Bản bố lớn vì mặt mình sắc mịn cho anh em luôn. Đó anh em coi ha. Bố nó sắc mịn nè. Bao đúng rin cho anh em nha. Đó. Mới 100%. Bố cũng mới 100% cho em luôn. Bố rin bản bố lớn vì mặt mịn nha. Đó, trước sau là như một. Mới 100%. Về lò xo thì mình sẽ đi lò xo zin cho chủ xe nha. Đó, để nó có độ đàn hồi tốt ha. Bóp giống nhảy nha. Còn với bộ lò xo mà bóp hoặc cứng mà không ấy thì mình sẽ không có đi. Bây giờ mình sẽ tiến hành là lắp ráp vô. Rồi anh em theo dõi clip lắp ráp của mình luôn nha. Rồi chào anh em nha. Rồi bây giờ sư phụ tiến hành lắp cái nồi thái cho chiếc Winner 150 nha. Anh em theo dõi lắp ráp rồi anh em tự làm tại nhà luôn nha. Đó thì cứ một lá bố là một lá sắt nha. Đó. Lá bố vô trước rồi lá sắt vô sau ha. Đúng có hình rin là em chỉ cần lắp thôi nha. Đó, nếu anh em mua thì mình sẽ bán full đúng cái bộ mà mình lắp lên cho xe như thế này luôn. Để cho anh em về là khỏi cần canh chỉnh, anh em chỉ cần ụp vô là anh em lắp thôi. Nó rất là đơn giản nha. Cái độ ép rồi mình đã chuẩn bị sẵn hết cho anh em ha. Đó, bao đúng có hình rin là anh em cứ tự tin lắp thôi, không cần phải là đo lại hết nha. Đó. Sau đó tiến hành kiểm tra lại ha. Đó, sau đó sẽ kiểm tra lại cái nồi sâu của chủ xe luôn. Rồi sư phụ bắt đầu cho tiến hành cho lò xo nha. Lò xo anh em nhớ để đúng chiều nha, chiều lớn nằm dưới, chiều nhỏ nằm trên và định tâm lò xo luôn. Rồi tiến hành cho 4 ốc nồi vô ha, rất là đơn giản nha anh em. Anh em cứ lắp bên ngoài trước luôn nha, lắp bên ngoài trước rồi mình cho vô sâu cho nó dễ nha, cho nó nhanh. Đó. Lắp ngoài mình thoải mái, mình đưa qua đưa lại vẫn được nha. Rồi mình tiến hành cho cái nồi vô nữa ha, cho nồi vô bắt đầu là tiến hành xiết ốc 4 lò xo nha, đó mình định tâm mình xiết luôn. Rồi tiến hành cho lồng đền với lại tán vô nha anh em. Rồi tiến hành lắc cây ốc nha anh em, lắc kê đối chiếu ha, đó bao cứng cho anh em luôn. Rồi sư phụ đã chỉnh lò xo định tâm luôn nha anh em. Rồi sư phụ mình đã hoàn thành xong cái bộ nồi thái cho chiếc Winner 150 nha. Sẵn đây sư phụ mình test thử anh em. Chào anh em nha. Rồi chào sư phụ. Rồi mình giờ mình làm cái nồi xong xuôi mình test thử nha anh em. Rồi ok sư phụ luôn. Rồi ok. Bao mạnh cho anh em nha. Nhông xin dĩa. Dĩa bị mòn rồi. Rồi giờ mình sẽ chạy đường test nhẹ chủ xe nha. Đó, bộ nhông xin dĩa chủ xe đã tới rồi, chủ xe sẽ thay bộ nhông xin dĩa mới nha. Kiếm lúa thay ha. Anh em muốn làm full nồi thái chạy bền mạnh thì cứ qua bên độ xe Việt Nam nha. Bên mình nhận làm full cho anh em. Đó, tới ngày độ xe Việt Nam mình sẽ làm cho anh em. Rồi sư phụ tách về anh em. Rồi, tách về xong nha anh em. Ok, okay luôn. Đẹp rồi, luôn. Okay, ngon luôn. Cho anh em 1 năm cái gói nồi thái nha.